Hello anh em, hôm nay mình làm clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái mặt hiển thị đồng hồ giống như trong hình nha. Đây, mặt hiển thị đồng hồ giống như vậy. Đây. Anh em nhớ nha, xài cái này là xài bóng led nền màu trắng nó mới lên màu như vậy anh em. Rồi. Rồi đầu tiên anh em chuẩn bị cho mình ba miếng màu nha. Ba miếng màu, màu này là decal nè, decal trong nha anh em. Đây. Để can trong màu mà trong rồi anh em tháo cái miếng cái mặt đồng hồ này ra, mặt số này. Cái mặt này là mình đã đi kim đèn led cho nên dây nó hơi gườm gạo nha anh em. Này tháo cái này ra, xong anh em cắt cái màu này nè, dán dán vòng vòng mấy cái số, mấy cái chỉ thị đèn led này nè. Như là dán bên anh em thằng thích dán bên chỗ báo xăng dán không, và tùy theo anh em muốn thích dán màu nào dán nha, tùy theo sở thích của mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cái màu này mình dán lên trên đây nha. Rồi mình đã làm xong bên hiển thị km nha, km nha anh em, hiển thị km này. Bây giờ mình sẽ làm cái phần bên báo xăng này. Đây anh em làm xen kẽ mấy cái số này, làm xen kẽ màu nó mới đẹp nha anh em. Cái số là mình dán xen kẽ màu, còn cái này là mình dán từ xanh vàng tới đó. Rồi giờ mình sẽ tiến hành làm bên cái báo xăng này nha. Rồi xong vậy là mình đã hoàn thành nha anh em. Đây bên này bên báo xăng, vậy cái này là bên cái mét nha anh em. Mình sẽ test cho anh em xem bằng ánh nắng mặt trời nha. Đây anh em thấy không? Rất là đẹp nha anh em. Đây. Cái này là anh em xài led màu trắng, led đồng hồ, led nền nó màu trắng nha. Nó mới lên màu như vậy nha anh em. Nè, anh em thấy không? À, rất là đẹp nha anh em. Rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha. Chúc anh em thành công nha.